Hồng Nhiên à Dạ Hàng năm Tới mùa ổi chín Là má con lại nằm chim bao Thấy chị Thanh con về Đòi ăn ổi Bà không biết dân chợ sau khi chết. Dòng hồn của họ có còn linh thiêng không? Chớ người dân quê mình thì ba thích. Sau khi chết, dòng hồn họ linh thiêng lắm. Con có biết gì sao không? Tại sao hả ba? Vì khi sống Họ gắn bó với đất đai Họ ăn hột gạo do mình làm ra Họ ăn cọng rau Con cá Do mình bắt trên đồng họ ăn trái cây trong vườn do mình trồng họ muốn có được niềm vui thì phải trải qua bao nhiêu cực nhọc rồi khi chết họ được chôn bên cạnh người thân ông bà tổ tiên ngay trên đền mộ sau giường nhà mình. Thử hỏi. Dẫu cho đã chết rồi. Dòng hộp họ còn có thể đi đâu được nữa chứ? Như vậy, không linh thiêng sao được hả con đường à gì vậy ba sao con không nói gì với ba về bài viết của con vậy <laughs> thật ra con nghĩ bài viết đó không cần nữa đâu ba có phải vì ba không dạ thưa ba trước đây con đã từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ suy nghĩ đó hoàn toàn khác rồi ba Là do cô Năm Dung và chú Vĩnh Nguyên đã khuyên con ừ. Đúng là có một lời khuyên Nhưng không giống những gì ba đang nghĩ đâu Con nói ba nghe Lời khuyên như thế nào Đó là sự hiểu biết Và thông cảm Chú Vĩnh Nguyên chỉ nói như vậy thôi rồi cuộc đời của bà cô út con sau đó thì sao hả ba không lẽ bà cứ phải chịu đựng mãi sự dùi dập trong gia đình xã phan và mấy bà vợ của ông ta sao ba xã phan có nhiều vợ nhưng không ai sanh cho y được một đứa con trai mà chỉ toàn là gái. Ai cũng cho rằng vì nó ác nhân thức đức nên phải chịu cảnh tuyệt tử. Nhưng rồi sau đó bà cô út con sanh cho y được đứa con trai. Chính nhờ vậy mà cuộc đời bà cô út con có khác. Nhưng mối thù dòng họ thì vẫn còn đó. Nên có nhiều lúc bà muốn tìm cách ra tay trả thù. Nhưng cứ mỗi lần như vậy đều bị ông nội bắt chính lớn. Ông nội bắt giáo thư ngăn cản khuyên ba hãy kiên trì chờ đợi. Một thời cơ lớn khác cũng sắp tới rồi. Thời cơ lớn đó là gì hả ba? Về phía đàn trai, á coi như tôi hoàn thành xong nhiệm vụ. Còn về bên đàn gái, á tới lực anh chỗ tài rồi đó ngang <laughs> tôi rất tin tưởng anh ba mạnh anh ngay thẳng, quyết liệt, nhưng không cố chấp. Hơn nữa, tôi thấy anh rất có cảm tình với thằng Minh Trường. <laughs> Ngồi đi chị. Dạ. Tôi chỉ e là anh Ba Mạnh sẽ bị sốc. Thằng Minh Trường với anh Sáu Trung xuất hiện kiểu đó, tôi thấy đột ngột quá. Chuyện này tôi cũng có nghĩ tới. Hay là anh đi lung tượng trước cha con thằng Minh Trường một ngày đi, tối qua nói chuyện với anh sáu trung tôi thấy ý ảnh không muốn vậy có lẽ ảnh nghĩ nếu tôi làm thuyết cách thì anh ba mạnh sẽ nể tình mà thay đổi thái độ như vậy thì anh sẽ khó mà đo lường được sự thật lòng của anh ba mạnh tới mức độ nào thằng cha này tới chết cái tính đa nghi cũng không bỏ một con người cần thay đổi phải có thời gian được nhân Sáu Trung, tôi thấy đã là nhanh. Chỉ biết không, tôi không lo, mà ngược lại còn rất là tin, là mọi chuyện sẽ tốt đẹp sau chuyến đi này của anh Sáu Trung. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Ông à, sao tôi thấy? Bà thấy sao? trước đây chuyện gì ba nó quyết định tôi không dám cản nhưng chuyện này tôi thấy hơi lo bà lo cái gì chỗ con cúc với cô hai lại nói ra cũng là người quen cũ nay con cúc nó lấy chồng tôi tới chúc mừng chứ có phải làm chuyện bậy bạ gì đâu nè không sao đâu má trước sau gì Ba má cũng làm xui mà Ba biết rồi Nhưng mà Má lo Là mình chưa dò được ý tứ người ta ừ, Bà nghĩ vậy cũng đúng Nhưng bà cứ yên tâm đi Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Bà phải hiểu Nếu tôi và ba Mạnh Không ngồi lại được với nhau Thì làm sao tính chuyện được cho thằng Minh Trường đây ừ hai cha con ông tính sao thì tính miễn mọi chuyện suôn sẻ là tôi mừng con có chuyện gì cứ nói lát trưa ăn cơm xong vô phòng đọc sách ba có chuyện dạ dương cũng đã có suy nghĩ giống như con nhưng rồi nghĩ lại thấy không ổn hôm qua dương có trao đổi với giáo thư anh thấy cũng chưa thông khó quá con cũng đã dò hỏi kỹ đất ở vùng miệt u minh hiện giờ tùy loại mỗi mẫu giá từ 200 triệu đổ lại Dượng còn biết được nhiều chỗ đất có giá rẻ hơn miệt u minh nhiều Nhưng vẫn muốn con Phải có suy nghĩ mới hơn Khác với ông bà tổ tiên mình từng nghĩ Mà nhớ hồi kháng chiến Ba còn tham gia cách mạng Nhưng ông nhất quyết công tác ở địa phương Còn Dượng năm hà Lại chọn con đường thoát ly Vậy sao Nghe nói Dượng năm hà chết trong tay ba con Chuyện này có thật không hả má <laughs> Vậy chứ Hai cha con ghi chép ngày đêm Mà ông không kể chuyện này hay sao Dạ Ba chưa kể mà có quá nhiều chuyện chắc ba con quên mấy chuyện này ông không quên được đâu trời ơi Không phải làm tá điện cho xã Phan Mà tôi chia ruộng cho anh làm <laughs> Cảm ơn mày đã nói vậy Mày ngây thơ quá ba mạnh Tao Đã cởi bỏ cuộc đời của một người nông dân Để đổi lấy tư cách của một người làm cách mạng Thì đâu đơn giản như mày nghĩ Tao Sẽ lấy lại hết ruộng đất mà thằng xã Phan nó đã cướp của tao Tao sẽ làm ruộng trên chính mảnh đất đó mảnh đất của tao nói thiệt với anh năm tôi không thể bỏ đất được nên không thoát ly được cùng với anh em tao hiểu con người mày mà ba mạnh chỉ một chữ đất nhưng mạnh à không làm cách mạng thì không thay đổi được đâu rồi mày sẽ thấy sau khi đánh đổ xong bọn thực dân địa chủ rồi muốn bao nhiêu đất mà không có nam hà ơi tới sớm vậy hả tao đi nha dạ ba cho gọi con à con vô đi đây là chìa khóa chiếc hộp bí mật của ba con cầm đi à... nè chứ không phải con rất muốn biết hay sao tất cả hồ sơ về vụ lúa phân tiền nó nằm trong đó con nghĩ không cần thiết nữa đâu ba con cầm đi thật ra những gì con đã nghe kể và đọc được ở bài ký của vĩnh nguyên là chưa đủ trong đó ba đã lưu giữ toàn bộ những cuộn băng ghi âm và có cả băng ghi hình mà ba đã nhờ mấy đứa kỹ thuật bên đài truyền hình chuyển từ băng từ qua ổ đĩa khi nào buồn con lấy ra xem lại biết đâu sẽ có ích cho con <laughs> khó quá dương hai con phải nghĩ theo cách nào đây hiệp và có phải dương đã sai rồi không con không đâu dương hai ở đời có ai học được chữ ngờ đâu Hiệp. Lẽ ra dự phải thực hiện Đúng như lời hứa với ba con Dựng thấy mình có lỗi với ba con nhiều lắm Không đâu dựng hai Dựng hai không có lỗi Đó là do con quyết định

Toàn đội du kích chúng ta Hôm nay sẽ giải tán Được trở về nhà làm dân cài Như anh em Chú cháu mình hằng mong ước Từ cổ bảy trường Các người ơi Dẫu biết các người không ân hận Nhưng đau đớn lắm Hôm nay Là ngày cuối cùng của đội du kích chúng ta Ba mạnh cùng các anh em Đứng trước vong linh của các liệt sĩ chúng tôi cùng nắm tay nhau xin giữ trọn lời thề quyết không rời bỏ đất đai chăm lo cày cấy đoàn kết một lòng giúp đỡ lẫn nhau làm cho nhà nhà ấm no lạc sớm yên vui Ý kiến của các anh thế nào? Tuy chỉ còn có 8 hộ, nhưng diện tích đất đai của họ chiếm một phần lớn diện tích của đồng lung tường. Chuyện đó thì rõ ràng rồi. Ý tôi là từ nay cho đến hạn chót theo tinh thần thông báo không còn mấy ngày. Theo các anh, thì số hộ này có chịu chấp hành hay không? Cái khó ở đây là họ không đơn từ kiến nghị, cũng không ra mặt bày tỏ thái độ. Nên nói thiệt, Tới giờ này, tôi cũng không nghiệm ra là họ muốn gì. Đặc biệt là ông già ba mạnh. Sao thấy ổng ung dung như không có gì hết? Chị ba coi, giờ này mà ổng còn chăm sóc cây kiển, tỉa tót hàng rào giống mục. Thiệt tình là không hiểu nổi ông nữa. Những nhà nông như chúng tôi, nếu không còn đức, thì không khác gì con cua này tôi lặp lại nếu cô giải thích cho tôi thông được mấy cái từ giải tỏa đền bù thu hồi bàn giao để tôi tâm phục khẩu phục thì tôi sẽ hiến hết đất đai này cho nhà nước mà ra đi mình không không cần một đồng bạc nào như hồi đó tôi bà con ở đây đã hiến máu xương mình cho cách mạng nếu nuốt lời ba mạnh này không phải là con người tôi lấy danh dự nông dân ba đời nhà họ Lê ra thể với cô như vậy con người của lão nông này đúng là phức tạp chắc mà anh nhớ chú Sáu Trung sếp cũ của tôi hồi đó chứ hay là tôi nghĩ chị đi thăm chú Sáu đi công việc của chúng ta bây giờ và công việc của chú Sáu Trung hồi đó hoàn toàn khác nhau anh Năm mà chúng ta có thời điểm lịch sử của chúng ta còn chú sáu có thời điểm lịch sử của chú ấy chắc anh hiểu ý của tôi chứ dạ có chuyện gì không ba cũng không có gì con ngồi xuống đi chỉ là ba muốn rủ con cùng xem cái đĩa này đĩa gì vậy ba thì con cứ lắp vô đầu máy đi thưa ba thì con cứ coi đi đừng hỏi gì hết thôi tắt đi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy thôi Con thấy thế nào Dạ Con thấy có gì hay đâu ba Con nói sao Như vậy mà không hay à <laughs> Vậy là cái sớm lung tượng của ông ba mạnh mất đi Vậy là quan uổng rồi <laughs> <laughs> Út à Con biết ba đang nghĩ gì không Ba đang nghĩ gì hả ba Ba thấy mình có lỗi với những người đã chết không phải đâu ba ba đừng nghĩ như vậy mà không nghĩ mới đáng sợ đó con à nhưng ba nghĩ nhiều quá con thấy lo ba phải nghĩ thật nhiều đó con <laughs> ba suy nghĩ thật nhiều con à Thật ra, cả đời ba, ba chưa bao giờ suy nghĩ được nhiều như lúc này đâu con. Từ đời ông cố, ông nội con, rồi tới đời ba. Có sống hay chết gì cũng bám lấy đất đai mà nghĩ đó là một sai lầm tai hại của một kiếp người hiệp à trước đây do chiến tranh thì không thể nhưng giờ độc lập rồi nhất định con phải thực hiện di nguyện của ba con dường hai con không muốn đi học đâu con chỉ muốn ở nhà làm ruộng thôi à nhưng dường đã hứa với ba con là sẽ nuôi dạy con lớn khôn ăn học thành tài <laughs> thì bây giờ con cũng đã lớn khôn đâu phải học chữ mới thành tài con đi theo dượng hai học ngày làm ruộng có tài làm ruộng giỏi như dượng thì đâu trái với di nguyện của ba con <laughs> con đã nói vậy dượng cũng hết ý kiến luôn nhưng theo dượng thấy làm nghề nông mà có được chữ nghĩa đàng hoàng sẽ tốt hơn dượng với má con đã tính toán rồi con không được cãi lời lẽ ra thằng hai hiệp đã được học hành tới nơi tới chốn đúng như viên nguyện của ba đó trước lúc ra đi. Nếu lúc đó ba có được những suy nghĩ như hiện giờ, thì cuộc đời thằng Hiệp có lẽ đã khác. Vì dù thằng Hiệp có ngang bướng tới đâu, thì nó cũng không dám cãi lời ba. cũng như thằng khởi thật sự phải chi ba ba không thể tự trách mình như vậy được lỗi đâu phải tại ba đâu cũng là do cái sự nặng nợ với đất đai nó đã tạo ra vô số những sai lầm cũng không thể nói như vậy được ba đâu có sai lầm nào đâu em à anh thấy mình làm nông dân rất tốt anh không có gì phải ân hận vì không nghe theo lời di nguyện của ba chỉ tiếc là không thỏa được cái chí trở thành một đảo nông tri điền như dưỡng hai em có nói gì đâu thì em cũng làm tốt vai trò vợ của một người nông dân mà cảm ơn em nếu từ tối làm vợ hai hiệp này biết đâu giờ này em đã ở nhà lầu đi xe hơi rồi xạo quá ông ơi chuyện nên gấp tới nơi mà còn giỡn được nữa Dường hai ông nói vậy làm anh khó nghĩ quá. Mà em thấy Dương Hai nói đúng. Bây giờ mình phải nghĩ cách khác đi. Cứ bám đất hoài, em thấy không có chắc ăn. Anh quen với đất rồi, bỏ đất thì biết bám vào cái gì. Chắc bà kể tới cái đoạn sau đình chiến thôi nghe con. Còn những chuyện tiếp theo cho tới sau này. Trước đây, bà cũng có kể đi kể lại nhiều lần. Tuy rằng kể lấp lõm nhưng nó đại khái cũng là như vậy. Con cứ tự hệ thống lại mà ghi chép nghe con. Sao vậy hả ba? Một vài ngày tới, bà có nhiều chuyện phải làm. Với lại, bà còn phải suy nghĩ nhiều chuyện khác nữa. Dạ. Đi chỗ khác đi Cho người ta nói chuyện được không Đi thì đi Làm như quý dữ lắm vậy Mày nói tiếp đi Tao với mày Thay phiên nhau Theo dõi thằng cha đầu bảy Đào tám gì đó Để làm cái giống gì Vậy Tao phải tìm cho bằng được ba tao Ba mày sao không đi mà tìm Thì dẫn người ta làm cái gì tao nghĩ là thằng cha này biết ba tao đang ở đâu nhưng tao hỏi hoài thằng chả cũng không chịu chỉ tưởng gì hấp dẫn ba cái vụ tìm kiếm của mày đó, đúng á đúng án tận cổ rồi không làm đâu lâm coi như tao năn nỉ mày giúp tao lần này thôi nhất định tao phải gặp ba tao có nhiều chuyện tao cần phải hỏi cho ra lẽ được nhưng mà giúp đỡ bằng cách nào thì mày cứ làm giống như cái hồi mình <laughs> mệt mày quá thưa ba Sân lúa là sao? Con không hiểu. Hồi trước, những gia đình thuộc hạng trung nông, phú nông, địa chủ, vì rượu nhiều nên tới mùa thu hoạch. Dựng chuyển lúa bó từ ngoài đồng về tận sân nhà rất cực nhọc, lại tốn kém và bất tiện. Nên người ta đắp những cái sân rộng ở giữa đồng ngay trên đất ruộng để tập hợp lúa bó về đó. Rồi làm ra lúa hột, dê sạch, phơi khô, mới cho trâu kéo vô nhà. Còn trại ruộng cũng được cất ngay trên sân lúa luôn hả ba? Ừ, thường là vậy đó con. Con nghe má nói, hồi đó dưỡng năm hàng... À... Cuối cùng Thì dưỡng năm con cũng tới Nhưng Đã tới Với dịch đạn của bọn lính đột và cửa lớn Do xã Phan chỉ điểm Lời cuối cùng dưỡng trối lại là gửi hai hiệp cho ba nuôi dài Nhưng được trong bí mật Mộ không đắp thành nào Phải tới khi sớm lạc được giải phóng Thì vì năm con Thằng hai hiệp và mọi người mới biết Cái chết của những năm bay Là giọt nước làm tràn lên Xã Phan Là kẻ thù chung của nông dân lung tự Giảm cửa lớn Riêng với gia đình mình Y là kẻ tử thù Lúc đó bác dường hai con năm tất giáo thư bảy xô đều là đoàn viên thanh niên mặt trận hoạt động bán hợp pháp đồng thời nằm trong mạng lưới điệp báo do ba con xây dựng nhưng hoạt động chưa được bao lâu thì ba con hy sinh bữa nay trước mộ anh nam hà tôi muốn các anh phải hứa với tôi một lời phải để chính tay tôi khử sa thang ba mạnh tôi nghĩ anh ba tôi biết mấy anh còn ngại cho tôi nhưng nay cộng thêm cái chết của anh nam hà nợ máu của nó đối với gia đình tôi đã quá nhiều Tôi không giết nó Thì làm sao Ăn nói với cha tôi ở trống suối vàng đây Làm sao Ăn nói với anh Nam Hà đây Tôi hiểu Anh em đều hiểu Nhưng chỉ ngại là Thôi được Tao đồng ý Dù chuyện này có chút lấn cấn về phía cô Út Nhưng coi như vì nghĩa diệt thân. Chú, với bác nằm tất, cũng đang nghĩ giống như ba con vậy. Bà con nói đúng tất cả những đau khổ sai lầm vui buồn thì cũng chỉ vì quá đặng nợ với đất đai nhưng mà nghĩ rồi cũng như không nghĩ thôi con à thưa là sao hả bác năm bởi vì buồn quá cho nên mới nghĩ như vậy thôi cỡ như bác Với ba con Và chú bảy mày nữa Nếu chết xuống âm phủ Gặp Diêm dương ổng hỏi Nè Bớ năm tất Bảy xô Ba mạnh Na ta cho các ngươi đầu thai thêm một kiếp người nữa Thì các ngươi sẽ làm nghề gì Thì tụi ta cũng xin với Diêm Dương là được làm nông dân thôi bác chính nè à, những chuyện này con cũng có biết nhưng chưa bao giờ được dường hai kể cho con nghe rành mạch như vậy bởi vì thật ra báo thù đối với người lương thiện luôn muốn sống tử tế là chuyện rất khó khăn không phải tốt đẹp gì cho nên phải mất nhiều năm lắm giữa hai con mới làm được chuyện đó bác biết nói gì thì nói nhưng lúc đó giữa hai con cũng không nở ra tay đâu vì trong lòng dương con vẫn còn nhớ tới cô Út và thằng Bảo. Bởi vì cơ hội giết xã Phan đâu có thiếu. Vậy mà trong suốt thời gian đó, tính từ ngày ba mày qua đời, cho đến khi bộ đội mình về diệt cái đồn dạm cửa lớn, cũng mất 5 năm năm trời. Xã Phan nó vẫn nhớ nhơ ở cái làng này khi đồn giảm cửa lớn rút chạy xã phan cũng bỏ hết nhà cửa dẫn bầu đoàn thê tử chạy về chợ <laughs> Bỏ bỏ lại hết, anh chạy mà xuống nghe thóc không Cái nhà tường nền đúc của nó Vì bà con mình dẫn cá chém thớt Kéo nhau tới đập banh trần Rồi đục cháy Hãy lên, hãy <laughs> lên Hãy lên, làng xã giải phóng vui lắm phần lớn đất đai được cách mạng tạm cấp lại cho nông dân nhưng hai con lúc đó được đề bạt làm xã đội phó dân quân du kích không lâu sau được lên làm xã đội trưởng nói chung cái lớp tuổi bác đều tham gia công tác chính quyền tay cày tay súng mấy năm đó thì con cũng có biết chút ít Ừ, chuyện là vậy đó. Bác nói vậy để cho thấy, nếu sau đó xã phan mà không quay trở lại, thì cái chuyện hận thù chắc cũng trôi luôn. Thì con cũng đâu có bị cái trận đòn Khi đốt sân lúa của xã Phan <laughs> Dưỡng hai mày Thương mày quá trời cũng đúng <laughs> con nhãn lấy cái bằng thạc sĩ hôm qua nó có về một chút rồi nó đi liền con nhỏ có mấy cái ý làm tôi đắn đo quá suốt đêm qua tôi cứ nằm suy nghĩ thằng hiệp nó cũng làm cho tôi lo ổm rài nó cứ gợi ý cái chuyện gì miệt thứ u minh mua đất nghĩ lại anh nam hà anh nói đúng anh mà còn sống thì tương lai của thằng hiệp không giống như vậy ờ à. còn con nhãn nó nói gì con nhỏ nó nói Tiền giải tỏa đền bù Bao nhiêu thì cứ nhận Rồi có hoàn cảnh của các anh nó Mỗi người ra sao Mà phân chia cho công bằng hợp lý Còn tôi với má nó Thì giờ ở với nó Đã đến lúc Về chợ mà an hưởng tuổi già con nhỏ nó hiếu thảo như vậy anh còn đánh đo cái gì nữa <laughs> anh ngạo tôi sao anh ba tôi mình là những thằng già ngu đần ngu đần ừ. ngu đần nhưng mình sai chỗ nào hả anh hai tôi suy nghĩ hoài vẫn không ra cái chỗ là chúng ta nghĩ hoài không ra mình sai nhưng mà mình sai ở cái chỗ nào <laughs>